Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ có trên trần gian này và cũng không có thể cũng không ai tin là có, nhưng mà có thật 100% các bạn. Tình yêu trên mạng, một quả lừa nhớ đời và trong đời cũng chỉ có một lần mà không ai có. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một câu chuyện rất hay, chuyện rất lâu rồi giờ mới kể, không phải chuyện của mình. Câu chuyện thì có thể là mình không nhớ lắm, không không mình nhớ nhưng mà mình không nhớ là chính xác là năm bao nhiêu, nhưng có thể là gần 10 năm hoặc là 10 năm khoảng đấy. Bởi vì chị đấy lúc đấy là chị hơn 60, năm nay chị ngoài 70 rồi. Mình mãn phép được kể lên đây, mà nếu mà chị mà đọc được thì có thể chị mắng mình chết. Xin lỗi các bạn, mình sẽ không nói tên và không đưa địa chỉ. Câu chuyện là như thế này. Có một chị quen một anh chàng, nói anh chàng nói là ở Séc, ở Cộng hòa Séc. Như tiếng Việt mình thì hay nói là ở tiệp đấy. Thì không biết là có phải là tiệp thật không, bởi vì chưa bao giờ gặp nhau, chỉ có quen trên mạng thôi các bạn. Thì hai bên là cứ nhắn tin đi nhắn tin lại, rồi mới đầu thì quen, thì sau thì trở thành là yêu đương nồng cháy luôn. Và anh chàng đấy là bởi vì không gặp mặt thật trên là có thể thôi, có thể là anh ấy đưa cái ảnh nào đó chứ chưa chưa chắc đã phải anh ảnh của anh ta. Thì có thể các bạn cũng đoán được là cái tuổi ngoài 60 sống đơn thân mà con cái thì lớn hết rồi, tâm lý thì ai cũng muốn có một người về già để mà chia sẻ, để mà sớm tối có nhau, dựa dẫn nhau cho cuộc sống nó khỏi hưu quạnh. Thì hai người cứ điện đóm qua lại cho nhau như thế và yêu nhau và mê nhau trên mạng, chứ ngoài đời chưa gặp nhau các bạn, chưa từng gặp nhau, rất là yêu nhau. Mới đầu con cái nó không đồng ý, con cái nó không đồng ý thì chị còn tuyên bố là nếu không đồng ý chị sẽ sẵn sàng từ con, bỏ con các bạn ạ. Đấy, tình yêu nó mãnh liệt như thế đấy. Thì chị sẵn sàng bỏ con, và mẹ con cứ nặng nhẹ, cứ như thế giằng co, và đến con đường cuối cùng thì con cũng phải đành chấp nhận nghe theo lời mẹ rồi. Yêu nhau một thời gian cũng khá dài các bạn ạ, mà anh ấy nói thì như thật ý. Mà không hiểu tại sao mà chị mê thế. Mình nghĩ là cái tuổi già, người ta nghĩ là vớ được một người như thế rồi, người ta tin lắm và yêu lắm, muốn có người để mà chia sẻ về già, dựa dẫn nhau. Về già tìm người đâu có dễ các bạn, mình già nên mình hiểu mà. Thì và cứ như thế nhắn qua nhắn lại, hứa trên trời dưới biển, hứa yêu nhau, không có nhau thì không có trên đời này, không có nhau thì không sống được. Những lời hẹn ước thật là ngọt ngào, thật là nồng cháy các bạn ơi. Cứ như là trên quả đất này chỉ có hai người, và hai người họ không thiếu nhau các bạn, hay lắm. Và anh ta còn khoe rằng anh ta có tài sản, anh ta có tiền, có kinh tế, anh ta không thiếu cái gì, mà anh ta chỉ cần thiếu một người. Bây giờ nếu mà nói phụ nữ thì cũng không đúng các bạn, một người đàn bà để mà sớm tối có nhau, dựa dẫn vào nhau. Thì anh ta nói là anh ta trẻ, chị nói thật là chị già, nhưng mà anh bảo không sao,
Tình yêu không biên giới, tình yêu không tuổi tác. Thì và cứ như thế, anh ấy nói là anh yêu lắm, làm cho chị là say đắm, mất ăn mất ngủ các bạn. Yêu quên trời quên đất, mà quên yêu nghĩa là không còn biết phân biệt cái gì cả. Dù ai tham gia, ai ngăn cản, ai nói thế nào, chị cũng gạt băng. Mà con cái không đồng ý, sẵn sàng từ luôn, bỏ con cái luôn. Rồi đến một ngày, anh ấy bảo là tổ chức cưới. Mà chị này công nhận chị cả tin quá các bạn. Cả tin quá cho nên là anh ấy nói thế cũng nghe. Chưa từng gặp nhau trên mạng, chưa từng gặp nhau ngoài đời nào. Thế mà anh ấy nói là một ngày đẹp trời sẽ cưới nhau. Và tổ chức đám cưới đã diễn ra. Thì anh ấy cứ điện, anh ấy bảo chị là, chị bảo chị không có tiền. Thì anh ấy bảo chị là cứ vay tiền đi, tổ chức đám cưới đi. Anh ấy khác sang rồi, anh ấy khác đưa cho. Và và chị đã không có tiền và chị đi vay. Thế mới đau chứ các bạn. chị đi vay tiền thì anh nói là rất là lịch sự, phải mặc váy cô dâu, váy trắng như là con gái mới lớn lên cưới lần đầu, cưới thật sự như thế, mà phải tổ chức đám cưới ở khách sạn. Chị thuê khách sạn tổ chức đám cưới ở khách sạn, mà chị mặc quần áo dài, mặc áo dài áo cưới các bạn, không phải áo dài bình thường mà áo cưới trắng, tay cũng đi găng tay trắng, ống tay trắng, găng tay trắng, như là các cháu mà mới lớn lên đám cưới thật sự như thế. Bởi vì anh ấy nói thế nào thì chị nghe như thế. Và rồi anh bảo vay tiền đặt cỗ, đặt 20 mâm. Và anh ấy nói là mình công nhận là một người đàn ông ấy, mình có thể mình dùng một cái từ bất nhân, không có nhân tính, không tốt một tí nào. Thì bảo chị là không có tiền thì cứ vay đi, và đặt đám cưới ở khách sạn. Rồi anh ấy sẽ sang. Đúng vào cái ngày cưới thì anh sẽ sang. Thì chị tổ chức đám cưới và mời bạn từ xa đến gần, gần xa, bạn Tây, bạn ta, các kiểu bạn. Thì mời. Và cứ một lúc lại nhắn tin cho nhau là anh đã đi đến đâu rồi. Đám cưới và cỗ thì đã đặt xong, khách đã đến, chờ ăn, ngồi ăn. Và chỉ có thiếu chú rể thôi các bạn. Chỉ có thiếu chú rể thôi. Thì một lúc chị sốt ruột lắm, mà mặc sẵn áo cưới rồi, áo cô dâu rồi, trang điểm cô dâu rồi, như thật rồi, vào đợi anh ta. Mà cứ điện đi điện lại, thì cứ một lúc lại điện, một lúc lại điện. Thì anh ra anh kêu là bị ách, bị tắc tàu xe, chưa sang được. Cứ khoảng bao nhiêu lâu đấy thì sẽ đến, khoảng bao lâu đến thì rồi. Cứ tiếng này qua tiếng kia, tiếng này qua tiếng kia, giờ này qua giờ kia, sáng đến buổi, buổi đến trưa, trưa đến chiều, bật vô âm tín. Thì lúc đầu thì còn điện bảo là đang đến, đang đi trên đường, nhưng mà bị tắc đường. Thì mọi người ăn cỗ thì cũng cứ ngồi đợi thôi, cỗ thì bày ra rồi, nhưng mà thiếu chú rể nên cứ ngồi đợi, ngồi chờ và chờ miết. Ai cũng buồn mà không hiểu tại sao tắc đường kiểu gì mà sao mãi chả đến. Thì thức ăn đã nguội hết cả rồi, mà buồn ở cái chỗ là chị không có tiền, chị đi vay chứ. Thế rồi điện không biết bao nhiêu cuộc cái ngày hôm đó. Và đến tầm 3 giờ chiều điện bật tin luôn. Anh ta không có tin tức gì nữa. Không nói là không sang được, mà cũng không nói là bị tắc đường, mà không gì. Cứ thế là tầm 3 giờ chiều lặn luôn. Và từ đấy lặn luôn, không hồi âm, bật vô âm tín luôn. Cỗ thì thừa ra, tiền thì đi nợ. Mặc áo cô dâu để chụp ảnh cưới, trang điểm cưới, thế có đau không? Chị không những chị buồn cho cái số phận của chị, cái đời của chị
bị mắc lừa như thế. Mà chị này còn xấu hổ với những người bạn bè tây ta xa gần mời đến để dự đám cưới của chị. Cái xấu hổ này, xấu hổ như thế, khổ mới buồn như thế. Các bạn thấy có đau không? Quá đau. Mà cái này các bạn tin mình nhé, có thật 100% mình không bịa, mình không bịa một tí nào. Nếu bạn nào ở gần mình thì mình sẽ dỉ tai mình nói, nhưng mà xa thì xin phép các bạn nhé. Mình phải giữ danh dự cho người ta. Người ta rất xấu hổ, rất xấu hổ, rất ngượng. Xấu hổ vì người ta cũng không ăn trộm ăn cắp thì không xấu, nhưng mà bởi vì tình yêu mù quáng, quá tin, quá nhẹ dạ cả tin. Một cái người đàn ông nó khéo lừa quá, nó khéo léo, nó lừa quá. Đâm ra chị thật thà thôi, người ta thật thà thôi các bạn, nó cũng không xấu cái gì hết. Đấy, đấy là một câu chuyện. Một câu chuyện tình yêu trên mạng. Một cú lừa nhớ đời và trong đời cũng chỉ có một lần. Và chỉ một lần mà thôi. Mà trên thế gian này mình nghĩ cũng không bao giờ có một cái kiểu lừa thứ hai như thế các bạn. Rất hiếm có. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái video này. Chuyện nó đã lâu rồi, nhưng mà mình làm YouTube hơn một năm nay. Thì hôm nay mình xem được khoảng một tuần nay rồi. Xem được cái chị gì nhỉ ở Đồng Nai lấy anh Paketang. Người lúc thì nói 24 tuổi, lúc thì 28 tuổi. Thì mình mới lại nhớ ra rằng mình có câu chuyện rất hay. Tại sao mình không kể? Không phải của mình mà của người ta, nhưng mà cũng rất hay. Xin lỗi chị, nếu mà chị đọc được, chị xem được, chị cũng đừng chửi em nhé. Em đưa lên, em chia sẻ rất là tế nhị. Cái này không phải là cười chị, xấu chị, nhưng mà đưa lên đây cũng có mục đích, cũng tốt cho nhiều người, cho những ai nhẹ dạ cả tin hay tin người thì xem được video này rút kinh nghiệm các bạn nhé. Các bạn đừng bao giờ tin quá. Các bạn dù yêu đến mấy cũng phải là xem xét tỉnh táo các bạn nhé. Ok, video này đã hết. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe. Đừng cười. Và các bạn nếu thấy hay thì các bạn chia sẻ nhiều người được biết. Và like và share. Và ai là mới đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới khác. Và cũng là niềm động lực để cho mình làm video tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye.